Chiều ngày 3 tháng 2, Ban dân dân tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2022, các ngành, các cấp và các địa phương đã đăng ký xây dựng gần 3.000 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện tốt chủ đề năm dân vận chính quyền 2022, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tại hội nghị, Ban nhân dân tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trong năm 2023 tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận và bồi dưỡng, tập quấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Đối với đồng bào dân tộc tôn giáo, Ban nhân dân tỉnh ủy sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời chú trọng việc triển khai thực hiện các dạng chương trình phát triển cho đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Để giúp ban nhân dân tỉnh quan thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị ban nhân dân tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, dẫn động thực hiện các phong trào thi đua trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân và chú trọng hơn công tác phối kết hợp với các sở ban ngành và địa phương trong việc thực hiện công tác dân vận. Trong đó quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, nhân rộng các mô hình dân vận khéo tiêu biểu Dịp này, Ban Nhân dân tỉnh ủy đã trao tặng giấy khen cho 16 tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân dận năm 2022.